anh cứ chia sẻ. Cái này mình phải để nó về ngay cái lỗ vuông này. Cái lỗ vuông này để vô đây. Ok, ở đây là cái nhớt mà mình cần. Cái nhớt C0W20. Đây là cái loại nhớt mà dùng cho chiếc xe này. Thường á, thôi những chiếc xe đời cũ á, thì mình mở cái này ra mình sẽ dòm thấy cái oil filter của nó. Nó nằm ở đâu ở góc này. Thường là oil filter hồi trước nó bêu ở trước này. Rồi hoặc là ở bên hông. Bên đây hoặc là bên đây, bên hai bên hông. Nhưng mà những chiếc xe đời sau này đó, thì oil filter nó nằm ở dưới đó. Mà nó giấu lại. Thành ra khi mà lần đầu tiên mà mới thay nhớt chiếc xe này á, mình không biết cái oil filter ở đâu, mình kiếm hoài không ra. Đồ đầu xe mình sẽ vô, mình sẽ dòm thấy nó right here. Chỗ này là cái oil filter. Dòm thấy cái oil filter nằm đây không? Thì cái con ốc của nó đây. Chỗ này là con ốc. Đó. Cái con ốc của nó đó. Ở đây là cái oil filter. Cái lần đầu tiên mà mình thay nhớt chiếc xe này á, thì mình kiếm cái oil filter kiếm không ra, không biết cái oil filter nó giấu ở đâu. Mà trước khi mình xả nhớt ra đó là mình phải mở cái này ra để lú nó ra. Đó, lú cái này ra một chút. Lú cái này ra một chút thì cho nhớt nó đi xuống hết. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái đầu để nhớt. Để cái bao nhiêu lông vô đây như vậy. Như vậy thì một chút cái nhớt mình xả vô đây á, mình xách đi dục. Cái thứ hai nữa mình không cần phải lim cái nồi. Thì nếu mình xả nước vô trong cái nồi á, thì một hơi cái nồi nó nhớt không. Mình phải lau. Cho nên mình xả vô đây. Rồi một chút. Cái này là cái số 11, 16 là dùng cho cái con mở cái con ốc nó, mở cái con ốc nhớt. Mở con ốc nhớt là cái này. Mình lấy cái này ra, mình thay cái mới vô. Coi như là mỗi lần mà mình thay nhớt mình muốn cho chắc ăn á, thì mình lấy cái cũ ra, mình bỏ, thì mình thay nó đi. Tại vì cái này nó có mấy chục sen hoặc động cái thôi, động cái. Nhưng mà nếu mà mình tiết kiệm một đồng á, thì có thể mình sẽ tốn nhiều hơn cái một đồng nữa. Cho nên nó không có đáng. Mình tiết cái một đồng này mình không bỏ, mình xài lại, thì nó sẽ xảy ra cái chuyện khác là mình tốn nhiều tiền hơn. Cái này nó nằm tốt ở trong đây. Mình muốn bỏ cái này vô cũng hơi khó. Thank you.
Dạ, mình lấy cái này ra, kéo cái phần này lại chút, mình vỡ nhát vô đây. Cái này không, cái này là của Honda nè. I bought it this one, so make sure. Đó, bây giờ cái nhát này phải làm luôn, nó tấm nó lại. Đây là hai cái đồ filter của cái Honda, mình order ở trên online. Cái này mình mua một cái hộp này có 2 đồng thôi, 1 đồng 99. Nếu mà trả thế này kia nọ chắc cũng phải 2 đồng 2 đồng mấy. Nhưng mà nói chung thì nó chỉ có khoảng tiền đồng cái thôi. Cho nên mỗi lần mình thay nhớt á thì mình lấy cái cũ ra mình thay cái mới vô. Tại vì nếu mà mình tiết kiệm cái 1 đồng này á thì có thể là mình sẽ bị rắc rối. Tại vì nếu mà mình đã thay cái nhớt mới vô rồi, mình gắn vô xe rồi, mình châm nhớt vô rồi mà nó bị nhiễu, bị rỉ nhớt á, thì cái chuyện đó nó phiền phức dữ lắm. Là mình phải xả nhớt ra, mình lấy con ốc ra, mình làm trở lại từ đầu nữa. Mình chịu tốn đồng bạc này thêm nữa vô con ốc này thì nó chắc ăn hơn. Mình chế vô đây một miếng, nó chế vô trong này miếng trước khi mình gắn nó vô. Nhưng mà cái mà làm cảm thấy phiền nhất là khi mà cái đồ nó bị dính nhớt. Đồ dính nhớt rồi cái tay của mình nó cũng dính nhớt luôn, nó trơn. Giờ mình phải gắn cái thằng này vô, mình xếp nó lại một chút. Cái này mình cũng không cần siết chặt lắm, mình chỉ siết vừa đủ cứng thôi. I have to deal with this. Oh, I'm lucky.
ga đi điền. Thấy không, mình phải nằm cho đúng hướng của nó, mình để vô mình dặn mới được, chứ mình nằm sai chiều mình cũng dặn không vô nữa. Ok, bây giờ mình xíu nó lại. Nhớ là đừng có siết chặt quá, tại vì nó có thể sẽ bị bể. Rồi xong. Giờ mình lên nó lại cho nó khô, để mình coi nó có bị chảy nhớ không. Mình lau cho nó sạch. Rồi mình cái này thì có lẽ trong cái video trước thì có lẽ mình có nói qua cái này rồi. Cái video trước thì hình như mình có nói qua cái này, mình dùng một cái chai nước hoặc cái chai gì đó, chai nước ngọt gì đó. Nếu mà chai càng bự thì nó càng tốt. Nhưng mà hiện giờ mình không có cái chai nào lớn hơn thì mình dùng cái này. Để mình làm cái quặng mình bỏ vô đây. Là cái loại nhớt để dùng cho cái loại xe này. Đó. Đó là 0W20 thì nó là ở đây 0W20, nó dùng cho cái loại xe này. Mình phải make sure là mình phải chắc chắn là nó phải giống cái loại nhớt của nó đó. Còn mình thì từ nãy giờ, từ xưa đến giờ thì mình thích cái hiệu này, mình xài cái hiệu này cũng từ ngày mà mình học hỏi biết cho bằng tu bổ xe là mình đã xài cái hiệu này cho tới bữa nay. Mình chưa có từng gặp cái chó bồ gì hết. Chiếc xe này thì nó là chiếc xe 4 máy, cái loại xe nhỏ thôi, cho nên chiếc xe này thì nó xài khoảng 4 quarter, 4.5 quarter, nó không có xài tới 5 cái quarter đâu. Nhưng mà một cái bình này á, một cái bình này thì nó là tới 5 quarter. Nó là mà chia làm một cái ga lông á, nó chia làm 4 quarter. Một cái ga lông là nó 4 quarter. Thì cái này nó mình chỉ xài tới khoảng chừng hơn một ga lông thôi, một chút thôi. Rồi bắt đầu mình coi lại. Mình coi lại. Tới đây là mình còn một quarter nè. Thấy không? Nguyên một cái bình này nó là tới đây nó là 4.5 quarter, tới đây là 5 quarter. Thì nó sẽ cho mình coi mình sẽ xài chế ra hết bao nhiêu rồi mình còn lại. Mình còn lại ở đây mình còn lại khoảng 0.5. Thì mình đổ cho xuống tới đây là được. Một nè, hai nè, ba nè, 4 nè, nó là 4 ga lông rưỡi, 4.5 quarter là nó tới đây, là tới đây là 5 quarter. Thì mình xài 4.5 thôi, thì mình chế hết tới đây. Thì chiếc xe này nó có 4 máy thôi, cho nên nó không cần xe 6 máy, thì mình chế hết nguyên cái bình này vô là vừa đủ. Cái thăm nhớ ra mình coi. Mình coi là nó đã có trong đó bao nhiêu nhớ. Mình chế hết thì mình phải lau cho nó khô trước. Lau cho nó khô trước. Lau cho nó sạch. Để mình thăm nhớ mình mới biết chính xác. Đó. Bây giờ là cái cây này nó khô queo, nó sạch. Mình cắm xuống. Lại. Cắm hết xuống. Để khoảng chừng 3-4 second thì mình kéo nó ra, thì mình sẽ dòm thấy mình có bao nhiêu.
thì theo con mắt mình dòm thấy thì nó lên tới chỗ này rồi nè, nhớ nó đã lên tới chỗ này ngay cái đầu ngón tay của mình, là chỗ cái móng tay của mình nè, đó mình thấy nhớ nó lên tới đây rồi đó. Nhưng mà nếu mà nó còn một chút nữa thì nó sẽ lên tới cái lỗ thứ hai này thì nó là ok, thấy không? Đây là nó nằm ngay đây rồi nè, bây giờ mình thêm một chút xíu nữa cho nó vừa tới cái lỗ này là được.